Anh Nguyễn Hiếu Xuân, người con quê hương xã Sơn Thọ, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, là một doanh nhân thành đạt. Hiện đang sinh sống, sản xuất kinh doanh tại tỉnh Đồng Nai. Với đạo lý uống nước như nguồn, tình cảm yêu quê hương. Trong những năm qua, anh đã có nhiều đóng góp thiết thực trong công tác xây dựng quê hương và an sinh xã hội tại địa phương. Cụ thể, như gia đình anh đã ủng hộ kinh phí xây dựng nông thôn mới, làm đường giao thông nông thôn, xây dựng trường học, ủng hộ quý khuyến học với tổng số tiền ủng hộ là hơn 47 tỷ đồng. Những đóng góp của gia đình anh đã góp phần làm thay đổi diện mạo vùng quê Xuân Thọ. Ghi nhận những đóng góp của gia đình anh, sáng ngày 13 tháng 10, Thường trực huyện ủy Triều Sơn, do đồng chí Lê Văn Tuấn, tỉnh ủy viên Bí Thư huyện ủy, đồng chí Lê Kim Chất, Phó Bí Thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Dân huyện, đã đến nhà riêng tại Xuân Thọ thăm tặng hoa chúc mừng doanh nhân Nguyễn Hiếu Xuân, nhân dịp kỷ niệm 19 năm ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, đồng chí Bí thư Huyền ủy ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của doanh nhân Nguyễn Hiếu Xuân trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng thời mong muốn doanh nhân Nguyễn Hiếu Xuân tiếp tục nỗ lực, chủ động thích ứng, nắm bắt các cơ hội vượt qua mọi khó khăn, thách thức để vươn tới những tầm cao mới đón nhận sự quan tâm của lãnh đạo huyện doanh nhân nguyễn hiếu xuân bày tỏ sự biết ơn sâu sắc cảm ơn chân thành đối với huyện ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc huyện và hứa sẽ cố gắng vượt qua khó khăn đẩy mạnh sản xuất kinh doanh giải quyết công an việc làm cho nhiều lao động